Chương trình đưa thiết bị phòng cháy chữa cháy đến từng hộ gia đình sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Điều này đã tạo một nguồn cầu rất lớn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Đây là nhận định của Sở Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi hội thảo chuyên đề cuối tuần qua. Chương trình đưa thiết bị phòng cháy chữa cháy đến từng hộ gia đình đang được triển khai tại khu vực quận 1, quận 3 và Gò Vấp. Khi được mở rộng ra cả thành phố, nhu cầu về các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại đây sẽ là rất lớn. Đại diện Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh còn cho biết, thời gian tới sẽ cố gắng xây dựng một phòng phòng cháy chữa cháy ở mỗi quận huyện. Theo thống kê của Cục Phòng cháy chữa cháy, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra hơn 1.300 vụ cháy với tổng thiệt hại ước tính 519 tỷ đồng. Công tác chữa cháy diễn ra rất khó khăn, chủ yếu do trang thiết bị phòng cháy chữa cháy còn yếu. Do cái nguồn kinh phí, do cái điều kiện đầu tư nó còn khó khăn, do vậy mà chúng ta còn thiếu rất nhiều. Tôi nói ví dụ như vấn đề để mà chữa cháy những nhà cao tầng, thì hiện nay là phương tiện chữa cháy xe thang thì trong cả nước cũng không được nhiều. Tuy nhiên, ông Trần Trọng Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thiết bị An ninh Chuyên nghiệp Châu Á, Chi hội Việt Nam cho rằng, không những số lượng mà chất lượng của các dụng cụ này cũng cần phải bàn đến. Gần đây họ sử dụng các cái công nghệ cảnh báo sớm, dùng hệ thống camera giám sát để phân tích hình ảnh. Trên phân tích hình ảnh đấy thì phát hiện ra là ngọn lửa, phát hiện ra là khói từ khi đang còn rất là nhỏ. Và khi đó cảnh báo thì bất kỳ ai cũng có thể là dập được, kể cả đứa trẻ con. Nhưng mà hiện nay cái hệ thống của chúng ta hiện nay là đang dùng các cái đầu báo cũ, đầu báo công nghệ cũ, tức là khi nhiệt độ 70 độ rồi nó bắt đầu mới báo. Đại tá Đỗ Ngọc Sơn cho biết, Tổng cục Hậu cần đang đề xuất nhiều dự án xây dựng nhà máy để sản xuất các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, bổ sung một phần lượng thiếu hụt này.